Chiều ngày 30 tháng 9, Việt Hương làm thủ tục đưa tro cốt Phi Nhung ra sân bay về Mỹ, đi nguyên vẹn, về chỉ còn nắm tro tàn. Được ủy quyền từ gia đình của Phi Nhung, Việt Hương sẽ chịu trách nhiệm về việc tổ chức tang lễ cho nữ ca sĩ. Sự ra đi bất ngờ của nữ ca sĩ Phi Nhung khiến cho giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. Nữ diễn viên Việt Hương sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ cho nữ ca sĩ. Chiều ngày 30 tháng 9, nghệ sĩ Việt Hương đã chuẩn bị chu tất công việc cho cố ca sĩ Phi Nhung. Được biết, tro cốt của ca sĩ Phi Nhung sẽ được vận chuyển về Mỹ, nơi mà có gia đình cô, con gái cô sinh sống. Mong muốn của con gái cô là đưa cô về với mẹ, bà ngoại, nơi mà mẹ cô đang an nghỉ. Rất nhiều người xúc động tiễn đưa ca sĩ Phi Nhung. Cô đã từng hứa với con gái là cuối tháng 7 sẽ trở về Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng lời hứa đó mãi mãi không thực hiện được. Thương xót cho cô, rất nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn cùng gia đình cô. Bên Mỹ, con gái và gia đình cô cũng đã làm lễ cầu siêu cho cô trong sự tiếc nuối đau thương. Trên trang cá nhân, Việt Hương chia sẻ rằng hiện tại Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Vì thế, Việt Hương rất mong quý báu anh chị em đồng nghiệp và khán giả thông cảm nếu Việt Hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên chia buồn vào lúc này. Việt Hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chu đáo. Ngoài ra, nữ danh hài đại diện cho gia đình Phi Nhung cảm ơn sự quan tâm của mọi người thời gian qua. Một lần nữa, Việt Hương xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh chị em đồng nghiệp, phóng viên và khán giả xa gần đã thành tâm cầu nguyện cho Phi Nhung những ngày qua và đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ Phi Nhung. Cô nói thêm, vậy là một nghệ sĩ, một tài năng và hơn hết là một người mẹ của hơn 20 trẻ mồ côi đã về cõi vĩnh hằng. Hãy cùng với chúng tôi nhìn lại cuộc đời của nữ ca sĩ Phi Nhung. Đi lên từ khó khăn, song bằng sự nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca 7X được xem là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero. Tuổi thơ thiếu tình thương, sinh ra không có cha, 10 tuổi mồ côi mẹ và cuộc sống bươn chải khó khăn, ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku, là con lai giữa bố người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Cô là kết quả của mối tình lầm lỡ của ba mẹ. Ông ngoại Phi Nhung bắt mẹ cô phải phá thai, thậm chí từng đánh đến ngất xỉu, nhưng bà vẫn quyết giữ lại giọt máu của mình, trốn vào chùa sinh con. Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống. Cô từng chia sẻ, Nhung không cha, từ nhỏ sinh ra không được ở với má, chỉ ở với bà ngoại thôi. Đi học nghe các bạn kêu bằng má với ba, mình đứng một góc khóc. Bị các bạn ăn hiếp rất nhiều, mà về mình không biết nói với ai. Nói với bà ngoại thì bà ngoại đã già. Ở với má được 2 năm, nhưng cái cảm giác không ở với mẹ từ nhỏ đến lớn, nên khi gần mẹ rất là sợ, sợ lắm. Năm Phi Nhung lên 10 tuổi, mẹ nữ ca sĩ qua đời, để lại 5 đứa em cùng mẹ khác cha. Đôi mắt to và chiếc mũi cao chính là những đường nét thừa hưởng từ người cha ngoại quốc của Phi Nhung. Cuộc sống mưu sinh vất vả tại xứ người và sinh con trong tuổi thân. Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh, cư ngụ tại Tampa, Florida. Tại xứ lạ quê người, cô dành buổi sáng để học tiếng Anh trong tổ chức từ thiện và đăng ký lớp đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm, Phi Nhung lại tranh thủ thời gian may vá thuê. Năm đó, Phi Nhung phải làm đủ thứ việc, từ rửa chén, bưng bàn cho đến may vá. Số tiền cô kiếm được đều gửi về Việt Nam chăm sóc cho 5 đứa em khờ. Có những lúc, Phi Nhung kiệt sức nhưng không có ai để mà than thở.
Phi Nhung đã từng trải qua cuộc sống cực khổ tại đất khách quê người, làm đủ mọi việc để kiếm tiền chăm sóc năm đứa em cùng mẹ khác cha ở Việt Nam. Năm 1992, Phi Nhung mang bầu con gái Wendy nhưng không dám kể với người thân, phải tự đọc sách và hỏi thêm các đồng nghiệp ở xưởng may. Tới ngày sinh, cô tự đi xe vào bệnh viện mà không có ai theo cùng. Wendy tròn 1 tháng tuổi, Phi Nhung mang con đến xưởng may vừa làm việc vừa chăm sóc. Nhiều người không hiểu hoàn cảnh của cô đã hỏi Phi Nhung làm việc cực lực như thế để sống hay là để chết. Năm 2017, sau 25 năm một mình nuôi con, Phi Nhung quyết định công khai con gái ruột. Cơ duyên đến với âm nhạc và trở thành giọng ca được công chúng săn đón. Thời gian sau, trong ngày chủ nhật đi hát cầu nguyện cho con gái ở chùa, Phi Nhung tình cờ gặp được ca sĩ Jazzy Vương Trinh. Giọng hát của Phi Nhung hồn nhiên mộc mạc nhưng trong vắt ngọt ngào, chinh phục được Jazzy Vương Trinh. Sau khi được thuyết phục, Phi Nhung quyết định theo mộng ca sĩ và cô đã lên đường trong nước mắt khi phải tạm xa con gái nhỏ. Phi Nhung từng chia sẻ, nếu không tình cờ gặp chị Jazzy, có lẽ giờ này tôi vẫn là cô công nhân nghèo khó. Chị và gia đình không chỉ cho tôi một mái ấm mà còn cho tôi tình thương. Sau khi được giới thiệu tại các sân khấu hải ngoại, Phi Nhung nhanh chóng ghi điểm nhờ giọng hát ngọt ngào và cảm xúc. Sau đó, nữ ca sĩ may mắn được song ca với loạt tên tuổi lớn như Thái Châu, Trường Vũ, Thế Sơn, v.v. Có thể nói, sự nghiệp ca hát đỉnh cao của Phi Nhung gắn liền với sân khấu Paris by Night. Đây chính là nơi giúp cho Mạnh Quỳnh Phi Nhung trở thành cặp song ca ăn khách nhất. Trước khi qua đời, Phi Nhung rất tích cực với công tác thiện nguyện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, một trái tim ấm áp. Vậy mà, một Phi Nhung tài năng, chân thành, ấm áp sẽ mãi là hình ảnh không bao giờ quên của đồng nghiệp bạn bè và toàn thể khán giả. Xin vĩnh biệt chị về với đất mẹ, A Di Đà Phật.